Quem é mamá, Matheus? E o Matheus? Cầm lem về tuổi tác đi làm này mọi người à, họ muốn 60 tuổi là dừng không đi làm nữa, họ biểu tình. Họ biểu tình đó, họ không muốn đi làm thêm tuổi, biết không? À, we, yes I know. Quá trời đông luôn, nguyên cái thành phố biểu tình luôn. Lương thì không có lên mà bắt làm việc nhiều quá. Mama, Sapper, avec maman Sapper. Non, c'est en disant fusion fait exploser forte comme ça. Et ça fait mon maman. Non, continue pas. Cuộc biểu tình của dân muốn về hưu sớm. Macron prend ta retraite. Rồi dài tới đẳng luôn.
吗？Hai video của Dung xin kết thúc đây. Xin chào mọi người.